Hello, hello, what's up? Lâu chưa chào mọi người. Hôm nay live từ Việt Nam ha. Hello, hello. Ngồi ăn cơm chưa? Tôi vừa đăng teaser của tia đấy, của triệu cách mình nói thua. Mọi người có thể vào YouTube của Rider Official để có thể xem trọn vẹn nhá. Và ngày mai là ngày chúng ta sẽ có hẹn với nhau ở trên kênh của Rider Official. Chưa hả? Chưa thì vào xem đi nhá. Xem ủng hộ nha, ủng hộ shop nha. Ủng hộ shop đời tài nha mọi người. Wow, xin cảm ơn mọi người đã tặng trái tim tôi cũng sẽ tặng lại trái tim cho mọi người. Số ăn cơm chưa? Số ăn cơm rồi, cũng vừa mới ăn cơm xong, ngon nó phết. Tóc này chưa vuốt, định vuốt tóc nhở, thổi lười quá mọi người ạ. Nhớ mọi người quá nên lên nói chuyện mọi người cho vui ha. Anh rất chào em nhá. Em rất chào anh ạ, anh cũng rất chào em. Tóc xù dậy ở tóc rối rối này nó mới hay á. Nhớ Rabbit không anh nhớ chứ em, nhớ mọi người lắm, anh cũng rất là nhớ mọi người. Đùa bạn này nói làm sao ấy, nhìn cũng đẹp trai là như nào, quá đẹp trai chứ. Nói đùa đấy cũng bình thường thôi. Đúng anh dám cắt chọc, anh cắt chọc một lần rồi đấy, em khỏi đố đâu. Nhưng mà chắc chắn là anh sẽ không dám làm được đấy một lần nữa, bởi vì là anh điên luôn. Đầu tóc anh cắt ở anh Chí Tâm Salon nhá, ở chỗ Lê Thị Riêng ấy, 18 Lê Thị Riêng. Lâu lắm mình live stream yên tĩnh với shop, ở thật ra thì yên tĩnh vậy thôi để... nên là nói chuyện mọi người cho dễ, mọi người cũng hay bảo là mình bị lag ấy, nên là cũng không dám bật nhạc, bật nhiều thứ nó nhiễu quá nên là lag, để cho mọi người nhìn thấy rõ mặt mình hơn. Gì? Hiếm khi shop live, shop ít live lắm. Tại kiểu bán hàng cho vui thôi ấy, chứ cũng kiểu vì đam mê thôi. Lại là DJ out. Tao phải để máy một cái chỗ rất là cồng kềnh. Yo. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Em bỏ Mai Giang Vi à? Đúng rồi nha, Mai Giang Vi ủng hộ anh nhiều nha. Hello mấy nghìn người đang xem. Là Digi How. Nay tròn phết nhờ, béo lên đấy. Béo lên mấy cân. Cũng gọi là trộm ví á. Đang sắp đi tập gym. Còn tập được hay không thì lại phải để ra so biết được. Tôi cũng hay đi tập gym lắm nhưng mà toàn tập được khoảng mấy buổi xong bỏ. Tại cũng bận quá ấy. Trộm vía nên là béo lên mấy cân. Cũng là phình phình ra tí. Tôi đang không biết sao giờ đây, sao để giảm cân đây. Thấy tôi béo hay tôi gầy dở?
anh không nhuộm tóc nữa à? Anh cũng định nhuộm tóc ấy, nhưng mà kiểu kiểu anh thấy anh một người là anh kiểu tự tin nhất em ạ, kiểu ấy. Mọi người ơi, ngày mai tôi ra MV rồi, mọi người có thể vào mỗi người cho tôi một cái surprise. Cho tôi một cái đăng ký để tôi mang ra ra MV nha. Hôm nay mà không được 15.000 sub thì tôi chắc khỏi offline stream quá. Mọi người giúp tôi để lên nha. Ngày mai ra MV đó, nhớ đón chờ nha, vào 8 giờ tối mai ở tại kênh YouTube Bridal Official. Ê, tôi đọc tên ở đây thì có bị không ta? Captain kìa anh, hello Captain nhá. Em khỏe không hả Cap? Em có nhớ anh không? Anh nghe trường có vẻ em không nhớ anh lắm. Chả để nhớ gì. Cho em cái vòng cổ đi anh ấy, cho anh được, anh cho em luôn cả anh nè. Gặp Cap chưa, shop chưa được gặp luôn. Chưa được gặp luôn. Đấy. Tiếng mà gọi là tiếng mòn cưa. Tiếng mòn cưa, trợ lý tôi đang ngủ đang. Lag hả? Có biết lag không ta? Mọi người check xem lag không, lag thì bảo để mình check nha. Yêu em không, yêu không hay yêu lag hả? Đâu mọi người bảo đâu lag đâu, chắc là mạng em lag á. Check lại xem nha, kỹ nha, không để mang tiếng anh ấy. Chứ không đi đâu ám bảo mạng anh lag, muốn anh lag lag kinh, lag điên. Mọi người nhớ vào đăng ký Rider Official để mai tôi ra MV cùng với là Cool Kid cũng như là Young Ben nhá. Ủng hộ cho DJ House dài dài nha. Lần này thì anh chịu thua em rồi, em bỏ anh đi ngày xưa đêm thôi. Thương gió nước mắt ai cho tuôn, một người đã một người buông. I told you that never leave me alone. Mọi người có nghe tiếng gì không? Quá trời quá đất. Để cho mọi người xem nhé. Xem nào. Làm việc vất vả quá, chạy đi theo tôi kiểu mệt quá ấy. Kiểu hàng ngày chạy theo tôi mệt quá thì ngủ ngủ bù. Trợ lý đang ngủ bù. Mệt quá kiểu. Đúng là chịu thua trợ lý luôn. Vì vậy hãy follow cũng như là subscribe kênh YouTube của tôi nha, Rider Official. Yeah. Mặc dù là đang hơi nóng nhưng mà tôi vẫn phải mặc cái áo này bởi vì nó đẹp mọi người ạ. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Nói chung là lần này thì MV lần này thì anh cũng chịu chi. Gọi là tâm huyết phết, rất tâm huyết, nên là mọi người nhớ ủng hộ shop nha, ủng hộ shop để ít ra là shop còn duy trì được cái là gọi là lâu. Cho tôi hỏi là đây đã ai chưa subscribe kênh Rider Official ta, vào cho tôi một cái bấm đăng ký đi nào.
ai chưa 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 đăng ký thì mà đăng ký nhanh nha, nhắc hoài. Diêu bông với là cookie ở bên Nhật. Có một vấn đề là Mai ra nhạc nhưng mà lại không có cookie và Diêu bông ở đây để cùng anh em cùng nhau ngồi phát máy chiếu để xem. Thật ra thì thường thì anh em ra nhạc thì sẽ rất thích ngồi với nhau để xem cái sản phẩm của anh em ra ấy. Mỗi tự lần này đã không được. Nhưng mà tôi mai tôi sẽ cố gắng để làm sao mà tôi kết nối để có thể anh em sẵn xem được cùng nhau online chẳng hạn. Để ngồi xem cùng mọi người luôn nè. Ủng hộ shop dài dài nha, shop thì shop like nha. Thật ra tôi cũng là kiểu lười like ấy, nhưng mà tại là nhớ mọi người quá nên là cũng phải lâu lâu kiểu like ấy. Thấy anh em mọi người lên trên like nói nhiều quá nên là mình cũng kiểu kém khó chịu, cũng muốn lên đấy. Khăn đi chỉ hao bao nhiêu, ta anh cũng không nhớ cơ, thường là anh toàn đi tặng các bạn thôi à, anh toàn đi diễn anh tặng các bạn thôi, anh cũng không để ý lắm. Cái này là phải hỏi Hoàng Anh Vương. Sao chỉnh tóc hoài vậy? Bởi vì là tóc xấu quá mọi người, định vuốt tóc lên nhưng mà thật ra là hết gôm hết sáp, bây là vuốt nhiều quá nó bị sơ tóc, bây là chỗ da đầu nó khó bất ổn đấy. Nhắc lại cho những người mới vào nha, hello những người mới vào là nhớ là ngày mai tôi có lịch ra MV vào lúc 22 giờ tối mai tại kênh YouTube Bridal Official. Nhớ đăng ký để được xem sớm nhất nha. Cái view chỗ của tôi nha. Người thanh hóa chất, đúng rồi, người thanh hóa cũng là ông chất. Mọi người nhớ bật cái chuông ấy để nhận thông báo để mà kiểu ra MV ấy là sẽ thông báo cho mọi người là mọi người vào xem luôn nha. Ê quản lý, trợ lý cái nhỏ nó tí, cái to quá trợ lý ấy. Tôi không biết là có bị gián đoạn không nữa. Nó đẹp hơn. Lắc hay hả? Thế nên lát phát tụt view luôn. Ghi thì chứ. Rồi là thấy rõ tôi chưa?
Hết rồi đúng không? Ê, mọi người biết làm sao này không? Tôi không làm được, kiểu tay ngắn quá ấy, không làm được mọi người ạ. Ngày xưa ông đú 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 mấy cái trend kiểu đấy nhưng mà không làm được. Ê, nhưng tôi có rớt với live livestream sao, xong mỗi lần tôi livestream là hay lắc ra. Lần nào cũng vậy luôn. Lần nào lắc lắc luôn. Ai bỏ, đừng để ý tay nhá. Đừng để ý tay tôi nha. Mới đăng ký luôn hả? Đăng ký tiếp đi, rủ bạn bè, rủ họ hàng, rủ bố mẹ, rủ anh chị em, rủ người yêu hay gì đó đấy, support vào đăng ký cho anh cái. Thôi đừng có để ý tay tôi ha. Tôi ha. Họ có vừa 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 có người gọi nên là bị lag mọi người. Hết lag rồi, hết lag rồi. Mọi người thấy lag không? Lag đấy hả? Có người bảo hết rồi nè. Đâu có lag ở đâu. Sao anh đẹp trai vậy? Thật ra là ảo ở trên mạng bị ảo đấy, mà chứ anh ở ngoài cũng không không đẹp trai lắm đâu, cũng bình thường thôi. Nói chung là cũng gọi là bình thường thôi, ưa nhìn thôi mà. Em nói thế là anh ngại. Hát một bài đi anh, hát bài gì? Và xa bước chân ta về đi nó cũng đã nhạt phai. And you broke, broke, broke my heart, yeah. Sao em nói luôn đi bây giờ em đâu cần ai. Không phải ai, nó vậy đi. Nếu như đã không thành đôi, đành thôi. Bây giờ bọn mình cũng đã yêu nhau xong rồi. Đã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Em bỏ anh đi ngày xưa em thôi. Chết rồi, bắt đầu chế bật cái chế độ hơi nhoi rồi đấy. Nha, tôi đã nhắc lại thêm một lần nữa nha, cho những người mới vào nha, là ngày mai tôi sắp ra nhạc. À, ngày mai tôi ra nhạc không phải sắp, ngày mai tôi ra nhạc thì mọi người nhớ đón chờ MV vào ngày mai là ngày 22 tháng 11 vào lúc 8 giờ tối ở trên kênh Rider Official nhá, cũng như là tất cả nền tảng nhạc số luôn. Vỗ tay, vỗ tay. Em biết rồi, em biết thật không đó. Like từ mấy giờ vậy? Shop shop cũng chưa biết nữa, cũng gọi là tùy hứng á. Mai shop có lịch diễn ở ở bên NEU này, trường NEU này. Hẹn các bạn NEU ngày mai nhá. Các bạn NEU ngày mai rất đặc biệt bởi vì là cũng là ngày mà bọn tôi cũng ra bài luôn, bọn tôi đi diễn ở đấy luôn, nên là mai là mong là các bạn sẽ ủng hộ nhiệt tình. Cũng như là về sẽ stream nhạc cho chúng tôi để chúng tôi có động lực để làm những cái bài mới nó hay hơn, chất lượng hơn, cũng như là sẽ có nhiều sản phẩm hơn. Ủa, nói giọng miền Nam mà nói kiểu gì ha? Nói kiểu này hả? Nói kiểu này có đúng không? Trông chuối quá mọi người. Hả? Nói chuyện giọng miền Nam chuối quá. Củ chuối. Không bỏ phố được à?
Hôm trước gặp anh biểu diễn ở trên phố đi bộ. Ồ đúng rồi, anh hôm hôm 18 đúng không? Hôm 18 anh diễn ở trên phố đi bộ. Tôi đố mọi người biết là tia giờ bao nhiêu bao nhiêu giây đấy. Giây hả? À, cái này thì dễ quá, cái này thì biết hết rồi, bây giờ lên YouTube tìm phát là thấy luôn, là biết bao nhiêu luôn. Nhưng mà thật ra là nó 16 giây mọi người ạ. Tổng cộng nó là 16 giây. Sao ở đâu gọi 35 giây đấy? 35 giây đâu ta? Trợ lý ơi, ngáy nhỏ đôi trợ lý ơi, ngáy to lắm trợ lý bài trợ lát nó trợ lý dậy chóc điên mất. Tôi đoán nhé. Đúng nhịp luôn mà. Đẳng cấp. Đang căn xem là bạn ấy nháy nhịp mà bao nhiêu, là nháy tempo bao nhiêu. Theo anh biết thì đây là tempo một trăm 110 đến 128 đấy, theo anh được biết thì là tầm đấy. Tiếng cánh lô phát cực chiêu, quá chiêu luôn. Tiếng này đi ngủ thì gọi là dễ ngủ luôn đấy chứ. Vòng cổ tôi, ai để ý vòng cổ tôi ha. Tay này hãy sẽ đắm đi bất cứ đâu để anh nắm bàn tay này. Ba, anh mang theo bao tâm sự dưới hiên nhà, chờ ánh sao băng vụt qua. Mây dần đang phủ kín trời, mưa rồi cũng sẽ rơi. Muốn đâu muốn cuối đâu. Hát to quá là chân lý dạy. Nếu đã muốn gắp đầu cắp không biết luôn, không biết gì, mới ngủ dậy chẳng biết gì thật sự luôn. Ê sao em không không xin anh mà em cứ đi xin vòng cổ anh vậy? Anh ok hơn vòng cổ anh mà. Why? What? Hát nhạc Sơn Tùng với anh rồi giật cái mình. Trời ơi, kéo kéo gọi là giòn lách nhách luôn, quá giòn luôn.
Ôi cười hoài vậy, tiếp lúc hoa chiêu ha. Anh nói giọng miền Trung đi anh nói giọng miền Trung không 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 hay á, thật sự luôn là anh chỉ nói được giọng Bắc thôi. Anh nói giọng miền Nam nghe thì chuối, nghe giọng miền Trung nghe kiểu nửa mùa, kiểu nó không 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 đúng, nghe nó cứ xúc phạm kiểu gì ấy. Huệ ơi hả? Giống nó giọng Huệ á. À, đúng 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 giọng Huệ không? Ngủ thì like, giờ này mới có 9 rưỡi mà nó đi ngủ. Thế mai stream nhạc của tôi kiểu gì? Tôi hỏi đấy, mai stream nhạc của tôi kiểu gì mà mai là giờ này đi ngủ rồi hả? Mê anh nhất rap Việt, anh cảm ơn em rất nhiều. Là nhớ ra bài mới á, mai là anh ra bài mới rồi, mai nhớ stream nhạc cho anh ở trên gì nhỉ? À, Radio Official YouTube nha mọi người. Nhớ stream nhạc cho tôi nha. Ủng hộ cho tôi cũng như là ủng hộ cho Cookit, cũng như là Young Ben, cũng như là DJ How. Để sắp tới chúng ta sẽ còn rất là nhiều nhạc mới ở đằng sau nữa. Bài gì á, mạo rồi. Vẫn chưa biết gì hả? Vẫn chưa biết gì hả? Mai vẫn chưa biết gì hả? Trời tôi giận nha. Mai tôi ra bài mới đó trời. Nhớ 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 theo dõi nha, để ý nha, để ý nha. Trời ơi, giờ này mà vẫn còn hỏi là mai ra bài gì. Ủa, sao nhiều người hỏi hỏi bài gì vậy? Ê, không 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 ấy là tôi tắt like ha. Dỗi. CCMNT đó còn gì mọi người. Bận rồi hả? Hay mà tôi cũng bận, tôi không ra nhà ta. Mai tôi cũng bận á, mà tôi bận đi diễn nè, nhưng tôi vẫn sẽ up nhạc cho mọi người để mọi người xem. Là bài gì á? CCMNT. Mai nó không những ra nhạc mà ra cả MV nữa. Đấy. CCMNT là chịu cách mình nói thua. Mấy giờ ra với anh? À, mai là 8 giờ. Vào lúc 8 giờ tối mai ở trên kênh Rider Official. Thì mọi người nhớ vào để stream nhạc, nghe nhạc, xem MV, tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời. Để ngắm nghía tôi, sự xấu dai của tôi, sự tiếu táo của Phát hoặc của trong Ben, và sự vui vẻ của Cookit. Ngày mai em bận phải đi ngủ sớm mà. Ở hai mai cũng đi ngủ sớm ha. Mai đi ngủ từ 5 giờ chiều đi, khỏi áp nhạc ha, cho vui. Hello những người mới vào nhá. Sơ hở là dỗi đâu, tôi có biết dỗi là gì đâu mà. Chả biết dỗi là gì. Có thể là ở trước ở cáp nhiều quá nên là học tiếng đấy. Chứ chả cáp hay dỗi lắm. Đụng đến là úi dỗi.
là mình cũng bị liệu, cũng bị ấy theo. Tôi đang xem mai tôi ra nhà để tôi xem Captain support nhà của tôi kiểu gì, tôi xem là tình nghĩa anh em mấy lâu nay có chắc bền lâu không đây, xem là có phải là chung bàn khác hướng hay không đây. Số múa đi chứ đấy, anh chỉ múa này thôi. Đúng rồi là đúng này. Xe Xe Đẳng cấp. Chịu thua chưa, chịu thua chưa, chịu thua chưa? Rất củ nghệ luôn. Nhắc đến củ nghệ quên mất là chưa chưa lắm, chưa để cho em củ gừng để bảo em với em ra là anh sắp ra bài mới nhưng xây nhà cho anh nha, đừng lấy tiền. Mai like được không anh ạ? Mai sẽ sắp xếp thời gian để anh like nhá. Anh em cũng sẽ cố gắng để like để có thể được stream với mọi người. Nhưng mà mai đi diễn nên là anh cũng phải sắp xếp xem là mai anh có kịp để diễn không. Chứ lỡ mai live stream xong rồi không đi diễn là cũng cũng gây chấn phết đấy. Mà đừng quan tâm đến gái ha. Rồi, thông cảm cho bạn ấy tí, bạn ấy kiểu đi với anh nhiều, làm việc vất vả, mệt, đuối, nhiều lúc anh thương lắm. Nên là đấy, ngủ. Những người là thường mệt quá nó ngủ đã sẽ có những âm thanh nữa, nó trừu tượng, nó mang một cái gì đấy nó rất là đấy, bộc lộ ra được cái sự vất vả sau bao nhiêu ngày cố gắng. Chúng ta thông cảm cho bạn ấy tí. Mai vẫn hỏi tôi ra mai ra bài gì nhá, bấm ra bây giờ, tắt ra bây giờ, tóc che hết mắt kìa anh. Thế em có biết đê sung không? Em phải xem đê sung tóc trên tận đây này. Đấy. Âm thanh rất trừu tượng. Nhắc lại một lần nữa nha, là mai tôi ra bài chịu cách mình nói thua ở trên Rider Official và cũng như là trên tất cả là nền tảng nhạc số. Vào lúc 8 giờ tối mai nha. Những bạn mới vào lại hỏi bài gì cơ, chiêu tôi đúng không? Này là cố cái cố tình chiêu tôi này, chiêu tượng, rất chiêu tượng thật sự luôn. Thế mọi người chưa biết âm thanh chiêu tượng của anh phát ra như nào rồi, nó là đúng là như kiểu nhà máy sản xuất gỗ ấy, cưa liên tục. Hôm nay anh đẹp trai được khen anh thế ngại lắm. Khoái. Một bản giao hưởng. Không biết bài chịu cách thôi là, không biết bài chịu cách mình nói thuật là bài gì cả. À không biết thì mai biết nha, mai vào kênh YouTube của Rider Official là biết nha, biết luôn. Biết hết, biết tốt. Tại sao lại thua thì bởi vì là không thắng á. Không phanh kịp, không thắng kịp nên là phải thua. Ok, tôi đã dám dậy được chưa? Nói Việt ra nhiều bài lắm. Tôi nói là cũng dục dịch ra nhiều bài lắm. Thấy anh em đang tiêu rơi căng lắm.
làm vua thì thua làm sao được hả mọi người? Mọi người cho tôi hỏi đi. Thắng làm vua thì thua làm gì? Thua thì chịu hả? Hay sao? Mai đu nếu để đẩy MV được luôn. Mai hẹn mọi người đấy nhá. Mai để tôi xem là có đông không, ủng hộ tôi nhiệt tình không nha. Thua shop rồi hả? Shop cũng chịu thua em rồi. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Em bỏ anh đi ngày xưa đêm thôi. Thương sao nước mắt anh chưa tuôn. Một người đã một người buông. I told you that never leave me alone. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Chẳng có cơ hội nào nữa em ơi. Sáng mà anh cũng yêu anh nhiều. I told you that never leave me alone. Oh yeah. Tôi đang dám mà sao thịt bò gói câu giống trước mình hay hát ra. Dám mà cái gì ấy? Tôi quên rồi. Vô chi là trước. Dám mà dám mà em cũng yêu anh nhiều. Oh my baby sao thịt bò thì ngon. Vô chi quá. Ê, nhiều lúc thấy tôi cũng ai có ai đang biển không cho tôi xin ít nước biển chuyển một người phát. My baby sao thịt bò thì ngon. Ok rồi, đừng có ông nào nhá lại đi chế cái sao xong sau lại thấy là dám mà em cũng yêu anh nhiều. My baby giá sao thịt bò thì ngon rồi xong rồi lại kinh kịch là tôi chịu thua. Đợt này cũng giảm cân rồi, nói đúng nè, cái này là đúng nè. Nói phát đấy đấy, vui ngay. Cứ bảo đấy rồi bảo tôi tăng cân làm tôi đứng hình. Thua thiệt chứ. Ý giảm cân rồi, cũng giảm chưa. Hôm trước 67 cân, điên luôn. Xong bây giờ còn 63. Bây giờ 63 với là 64 cân. Ai cứ to vậy? Anh DJ GB. Anh GB nha, anh GB vừa mới hết nha. Cho những ai không biết, IGB là một trong một thành viên trong The Ghost, đảm nhiệm vai trò producer cũng như là DJ. Thấy chưa? Nhắc nhẹ một tí là gáy nhỏ nhỏ lại liền. Không may là trừ mất lương, sợ lắm, đi ngủ nhưng mà vẫn phải nhớ đến lương. Ơi shop đây. Quang anh cả cáp cho em nhé. Anh nói cái này thì thật sự để nó hơi tế nhị tí thì anh không cả đâu. Anh không cả đâu thật đấy. Em nghĩ lấy của anh là dễ à? Đâu có dễ dàng như vậy. Chúc em ngủ ngon đi shop ạ. Bề nha anh, chúc em ngủ ngon nhưng mai nhớ vào stream nhạc cho anh nha. Nha, nghe chưa. Nghe trơ. Ok, chúc em ngủ ngon. Mai 8 giờ tối mai vào lúc 8 giờ tối mai chúng ta sẽ hẹn nhau ở kênh Rider Official để chúng ta có thể thưởng thức MV một cách trọn vẹn nhất. Và tiếp theo là chúng ta sẽ được hẹn nhau ở nước EU. Vấp vấp vấp. Hơi vấp một tí.
Tẩy tóc nhiều vậy anh. Anh thì anh thích mà thích thì phải tẩy thôi, mặc dù sót lắm ấy nhưng mà vẫn phải tẩy mọi người ạ. Kiểu thích tóc trắng ấy, anh chỉ ước là tóc anh nó sẽ mọc ra mãi mãi nó trắng này, nó không ra chân đen nhưng mà nó vẫn ra chân đen em ạ. Đời nó không như mơ. Sắp sang EU và bạn đúng rồi, ngày mai nha, mai tôi sang EU nè. Bảy mươi tuổi là trắng mãi luôn à? Trời lúc đấy à? Trời lúc đấy thì hơi lâu em ạ. Đi em mới sợ là không còn tóc nữa chứ. Anh tẩy từ bây giờ lúc đấy chắc lúc đấy là hết tóc rồi. Anh à, bao lâu anh đi nhuộm tẩy một... anh nhá, thường thường khoảng 1 tháng anh đi tẩy một lần để tẩy chân đen thôi, cho nó hết chân đen xong rồi lại ấy, nên là tại sao mọi người vẫn thấy tóc anh nó vẫn giữ như này. Mỗi lần tẩy là điên luôn. Ngày trước anh tẩy anh không bị dị ứng đâu nhưng mà bây giờ anh tẩy bị dị ứng. Nghĩa là kiểu ngày trước tẩy nhiều ấy, nhưng mà à ngày trước cũng nhiều nhưng mà anh tẩy nó dư lắm, cứ 2 3 tháng mới tẩy một lần nên là cái độ liên tục của nó không nhiều nên là nó không bị sao, nó vẫn rất là ok. Nhưng mà từ lúc anh vào Rap Việt Pháp anh tẩy kiểu cứ cứ tẩy liên tục là dần dần bắt đầu tự nhiên, sau 2 lần tẩy thì tự nhiên thấy là mình bị dị ứng, sau bắt đầu nổi hết nốt trên người. Nhưng mà vì cái đẹp mà phải chấp nhận đâu mọi người ạ, đẹp phải phải chấp nhận mà. Lại hỏi mai ra bài gì nhở? Mai tôi ra chịu cách mình nói thua, tôi thua mấy bà luôn, tôi thua. Thua được chứ. Anh gái em bầu cho em bao giờ em nói thế thì anh ơi khó em ạ. Anh thì đâu có quyền được làm điều đấy. Anh sắp ra bài với anh Bô hả? À, anh không biết, anh chẳng biết gì. Không biết gì cả. Chuyện anh ra đông nơi này đâu có phải là... Oh baby no no no, vứt hết kỷ niệm đằng sau, nếu như ta chẳng gần nhau. Oh baby, lần này thì anh chịu thua em rồi. Em bỏ anh đi ngày xưa đêm thôi. Từng giọt nước mắt anh chưa tuôn, một người nắm một người buông. I told you that never leave me alone. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Chẳng có cơ hội nào nữa em ơi. Sao mà em cũng yêu anh nhiều. I told you that never leave Đang định làm bản nhẹ nhàng nhưng mà đang chỗ thời gian, chắc là sắp xếp thời gian ra là một bản Vinhouse dân phố, đúng bằng cấp dân phố sai quả dáng đỡ. Đỡ sao được, và nếu muốn khóc cứ để nước mắt rơi hết đi. Anh không muốn phải thấy em bên đấy sẽ ướt mi thêm, vì em đã cố giấu bao nỗi đau, do anh đã cố chấp nên giờ đành phải lạc nhau. Chỉ một vài lời nói vô tình khiến em đau, mặt trời không thể thắng được khi cơn giông dần đi tới. Em cần một ngày mới, một người tốt hơn anh. Cả bầu trời chuyển tối, we don't talk anymore. Anh đã rất vui khi nhận tình cảm từ anh ta, nhưng ngoại trừ anh ra bây giờ thì khác. Đây phải chịu thua thôi. Anh có một vài lời muốn nói. Vậy là mình đến lúc kết thúc rồi phải không? Không. Hình như anh chưa
đi dậy, à chứ anh chưa đi chưa dậy. Ui rồi, có anh thôi. À, có rất nhiều người hỏi thăm bạn đấy. Ừ. Ngủ tiếp đi. Cứ tiếp tục với những âm thanh đáng yêu của mình. Tông nam trầm, ừ tôi giọng tôi thấp lắm, tôi hát không được cao. Múc bang hay là múc bang, múc bang. À. Ê. Em à, gì bây giờ không muốn đăng hạ gì làm nào, tôi quên mất cả bài của mình luôn. Đứng giữa phố với cơn gió đông, tim trông giống như con số không. Mưa phùn rơi nhẹ phương hàm mi và đi. Ok chưa? Over linh tinh rồi, lại quên lời rồi. Đứng giữa phố với cơn gió đông, tiếng trống giống như con số không. Mưa phùn rơi nhẹ vương hàng mi và khi người đi cứ nghi vượt qua được nhớ mong. Ta như đứa trẻ ngốc ngay, sợ dây tình thật mong manh. Liệu xa nhau là đúng đắn, em đã thật cứng rắn bất tiếp không cần anh. Baby I'm so sorry, xin lỗi vì những lời hứa. Yeah. Baby I'm so sorry, không thể bên nhau được nữa kì nên. Nước mắt kịp tuôn rơi, đã thêm buông lời. Baby I'm so sorry, baby I'm so sorry. Tình mình từ mưa nắng hạ. Bao giờ bà Nia ra, bà Nia là bà gì ta, bà Nia, ủa có bà Nia hả? Nào ra album hả shop, nào ra MV thành công thì ra album ha. Shop có định ra bài không? À mai shop ra bài đây nè. Mai nhớ ủng hộ cho shop nhá, những người mới vào này, nhắc lại một lần nữa cho nhớ này, găm vào đầu này. Là ngày mai vào lúc 8 giờ tối mai là bài hát được mang tên Chịu Cách Mình Nói Thua Tia sẽ được ra mắt ở trên kênh Rider Official vào lúc 8 giờ. Có sự kết hợp giữa Cookies and Japan và Rider. Và chúng tôi là DJ How. Nhớ rồi, xúc nhắc hoài và nhắc chứ trời. Vẫn có người hỏi kìa. Không nhắc thì lại bảo tôi là khó tính. Tóc che mắt rồi. Ừ thì che mắt đi, thật ra thì phải có cái kính đó. Nhưng mà tôi không biết cái kính để đâu rồi. Mà tôi hơi gan dạ khi tôi bỏ kính ra tôi like. Sẽ mà em cũng yêu anh nhiều. Hàng nghìn lời nói dối, em mỉm cười ở sau vị môi. Chuyện tình này vỡ nát, anh mỉm cười rồi gom đánh đôi. Sau bao cố gắng là gì, sao em cố gắng làm gì. Chỉ đòi nước mắt em đã này. Vậy điều anh cần làm giờ này là gì em ơi. No, sao có để con tay tôi hoài vậy. Như vậy ha, nói chuyện dày cho vui ha. Đấy tôi khoanh tay vậy ha. Đấy khỏi nhìn thấy tay này. Tay có chút ếch. Giờ này con chờ ai. Bởi mình không thể nợ ở bên cạnh em được mãi. Và từ bây giờ xin em được tìm kiếm anh. Làm phiền đến anh. I'm so sorry girl. Yeah. Có lẽ giải pháp tốt nhất cho cả hai là không nên cố níu nhau ở lại. No. Đời vô thường chẳng gì tồn tại mãi. Anh gói những nỗi nhớ ôm cơn mơ trôi cùng gió đi. Baby anh rất tiếc nhưng sự thật hãy chấp nhận nó đi. Baby girl I'm so sorry. Ta nên dừng lại đi. Chúng ta nên dừng ở đây thôi. Anh đã chịu hết nỗi với tất cả lời nói dối. Biết là sẽ tiếc nuối nhưng anh vẫn sẽ để em ra đi vì hai ta vốn gì.
từ đâu chẳng nên gặp nhau dù biết là đau mà sao vẫn cứ cố chấp không buông đôi tay. Em hôm nay đã khác xưa nhiều rồi không như em trước đây. Thôi anh cũng tiếc thay cho em, tiếc cho em mất đi một người rất quan trọng ở trong cuộc đời em. Có lẽ giải pháp tốt nhất cho cả hai không nên cố níu nhau ở lại. Đời vô thường chẳng gì tồn tại mãi. Anh có những nỗi nhớ ôm cơn mơ trôi cùng gió đi. Baby anh rất tiếc nhưng sự thật hãy chấp nhận nó đi. Baby girl I'm so sorry. Ta nên dừng lại đi. Chúng ta nên dừng ở đây thôi. Anh đã chịu hết nỗi với tất cả lời nói dối. Biết là sẽ tiếc nuối nhưng anh vẫn sẽ để em ra đi vì hai ta vốn dĩ. Bài này là bài của anh chưa ra, chưa được nghe được đâu. Yeah yeah yeah. Bài gì hả? Bài tôi chưa ra. Bài này demo thôi, hát cho vui mà. Nhưng mà đừng quên là mai ra nhạc nha, ra bài mới ha. Mai ra nhạc 8 giờ tối mai. À, bài vừa rồi tên gì hả? Bài vừa rồi tên là Tiếc cho em. Bài vừa rồi tên là Tiếc cho em nha. Tiếc cho em mất đi một người rất quan trọng ở trong cuộc đời em. Yeah yeah. Ski. Trông cũng hip hop đấy chứ. Vẫn là tia nha. À nhầm, chịu khách mình nói thua nha. Mai like không, mai sẽ cố gắng like nha. Mai sẽ cố gắng sắp xếp để like một buổi để mình có thể ghé cùng em với nhau xem mọi người xem mọi người kiểu ủng hộ tôi như nào, để tôi xem mọi người ủng hộ tôi như nào á. Sau mai tôi đi diễn đó. À, cái gì vừa bảo gì ta? Hãy để anh á, hãy để anh một giờ ra, hãy để anh cũng chưa biết nữa. Anh xem cái nào. Ông đó là ngoài cả trường nhá. Ngoài cả trường. Hãy chạy đến á. Hãy chạy đến là bài gì ta? Bài ôm lấy anh chứ. Mắt anh thôi đã. Đúng không các bạn à? Bởi vì chưa nhìn vào mắt anh thôi đã biết anh yêu rồi. Chỉ mong một lời nói ra, chờ đợi một khoảnh khắc để tỏ tình giữ em riêng mình. Một chỗ để gian trôi qua. Ngày tình cờ em nói câu xin chào bóng như in vào sâu đắn tâm trí anh. Kiểu kìa. Đâu kiểu đâu. Mời kiểu đến like đâu. Đã không thấy kiểu đâu cả. Kiểu đâu ta? Hôm qua sinh nhật vui vẻ không Kiều? Chào Kiều nhá, đại gia chào Kiều. Ủa? Hay ha, đúng là mình định mời ai là không có người ở trên này mọi người ạ. Ảo thật đấy chứ. Ngoài cái trường. Sốp mở chắc đi kiểu được chưa? Cũng cố gắng mở lắm rồi nhưng mà chưa mở được ấy. Kiểu anh cũng tìm mọi cách nhưng mà chưa.
chưa tìm được, đang không hiểu TS có trên Spotify không. Thật ra TS thì nó sẽ là một cái tên, nhưng mà cái tên chính thức của nó là Chữ Cách Mình Nói Thua nhá. Thì mình có thể lên trên Spotify cũng như tất cả các nền tảng khác để nhạc số, để mình có thể nghe bài một cách trọn vẹn nhất. Và đặc biệt là không quên cái view ở trên YouTube cho tôi nha, cũng như là DC How. Kêu cap cover đi hả? Và 20 giờ tối mai nha mọi người. Báo cap cover hả? Được, anh sẽ cơ cấu, anh sẽ xem cách các đối xử với anh như nào ấy, để anh xem anh có thua được không hay là anh thắng. Để anh phải hỏi cap xem là cap cover không. Sợ kiểu dạo này đi show nhiều ấy, cũng không nhớ mình là ai đâu mà. Tham gia 2001 đêm đi shop. Nếu mà tôi có lời mời thì maybe tôi cũng có thể sẽ tham gia, nhưng mà tôi xem, bởi vì thật sự tôi thiếu muối lắm mọi người, cực kỳ là thiếu muối luôn. Vì em dắt cho hả? Vì em dắt cho hả? Em dắt cái gì? Em dắt anh đi hả? Em dắt anh đi đúng không? Rồi, rồi. Em dắt anh đi hả? Mai mọi người nhớ stream nhạc cho tôi, bài mới có DJ House không? Tất nhiên là có đó, lúc nào cũng có DJ House hết. Bởi vì chúng tôi là một, nhưng mà vẫn là những người khác nhau nhá. Ok, thôi tôi nghĩ là cũng 10 giờ 10 phút rồi. Chúng ta đến đây là chúng ta có thể dừng livestream đến đây để chúng ta dành nỗi nhớ cho nhau. 10 giờ 10 phút, đúng giờ thiêng liêng chúng ta dành những nỗi nhớ cho nhau. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai, maybe, có thể, và sẽ cùng nhau stream, cùng nhau nghe bài mà chúng tôi sắp ra MV. Và không quên là nhớ vào đăng ký kênh Radio Official để ngày mai, cũng như là thông báo để ngày mai vào lúc 8 giờ tối mọi người sẽ nhận được thông báo để mọi người vào stream nhạc, nghe nhạc, ủng hộ cho Rider, DJ House cũng như là Cookies trong band với ca khúc được mang tên Chịu Cách Mình Nói Thua. Yeah. Và nhớ là ủng hộ shop dài dài nha. Nhớ nha. Nhớ cái mặt này nha. Ok. Và chúc, không quên nữa là chúc mọi người ngủ ngon. Thực ra thì tên tia hay là Chữ Cách Mình Nói Thua nó cũng như nhau á, nó là mình đều thích cả hai cái tên đấy, nên là mọi người gọi nó như nào cũng được, nhưng mà tên chính mình vẫn để nó là Chữ Cách Mình Nói Thua, bởi vì là mình vẫn ưu tiên tiếng Việt hơn. Nên là yeah, và rất là mong mọi người sẽ ủng hộ sản phẩm của anh em chúng tôi, Cookies, Trang Ben cũng như là Rider, DJ How trong sản phẩm Chữ Cách Mình Nói Thua vào ngày mai. Và nhớ nhá, lại nhắc lần nữa này cho đỡ quên này, là nhớ subscribe kênh Radio Official. Yeah, tôi hay quên quá. Radio Official. Và lúc 8 giờ tối mai chúng ta sẽ cùng nghe nhạc cũng như là xem MV tổ chức một cái tác phẩm mà chúng tôi cũng rất là tâm huyết, và rất mong mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình nhiều nha. Bye bye, see you. Và chúc mọi người ngủ ngon. Ngủ ngon nha, ngủ ngon nha. Ngủ ngon nha. Ok, nhớ ngủ ngon. Và nếu mà đói quá thì ăn uống đi nhá. Nhớ là đừng quên ăn uống, bởi vì có thực thì mới vượt được những cái khác. Nên là nhớ ăn uống. Ok. See you. Hẹn gặp lại ngày mai nha. Bye bye. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon nha. Bye bye. See you.